Art of War Global Conflict là một trò chơi chiến lược thời gian thực RTS đình đám được phát triển bởi Gear Games. Được phát hành vào năm 2017, nó đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng game thủ trên toàn thế giới bởi lối chơi độc đáo và đồ họa tuyệt vời. Với những trận chiến khốc liệt, chiến thuật sâu sắc và cơ hội tham gia vào các cuộc đụng độ toàn cầu, Art of War 3 trở thành một trong những tựa game chiến lược hàng đầu trên thiết bị di động. Một trong những điểm đặc biệt nhất của Art of War 3 chính là đồ họa của nó. Mỗi chi tiết trong trò chơi đều được thiết kế với độ chi tiết tinh xảo, từ những đơn vị quân sự đến những môi trường chiến đấu. Cảnh quan được vẽ với sự sống động, các mô hình nhân vật và phương tiện quân sự đều được tạo hình chân thực, tạo nên một không gian chiến tranh sống động và hấp dẫn. Những trận đánh trong Art of War 3 không chỉ là về sức mạnh quân sự mà còn đề cập đến chiến lược. Người chơi phải tư duy sáng tạo để sử dụng các đơn vị và vị trí một cách thông minh với mục tiêu chiến thắng chiến lược thay vì sự lực lượng. Đồ họa chân thực giúp người chơi dễ dàng nhận diện môi trường, địa hình và vị trí của kẻ thù, từ đó tạo ra những kế hoạch phản công hoặc tấn công hiệu quả nhất. Mỗi trận đấu trong Art of War 3 đều là một cuộc chiến căng thẳng, từ việc chiến đấu giữa các đơn vị nhỏ đến những cuộc tấn công lớn. Đồ họa sinh động giúp tăng cường trải nghiệm của người chơi, từ cảm giác hồi hộp khi triệu hồi quân lính đến cảm xúc phấn khích khi chiến thắng một trận đánh quyết định. Ngoài ra, Art of War 3 cũng đưa ra các sự kiện đặc biệt và các chế độ chơi đa dạng, tạo ra một sân chơi không ngừng phát triển và thách thức. Đồ họa rực rỡ cùng với lối chơi chiến lược sâu sắc đã đưa người chơi vào một cuộc phiêu lưu chiến lược không giới hạn, nơi mọi người có thể thể hiện tài năng và sự sáng tạo của mình trong chiến trường toàn cầu. Art of War 3 Global Conflict là một trò chơi chiến lược thời gian thực, RTS, mang lại cho người chơi một trải nghiệm chiến thuật sâu sắc và hấp dẫn. Dưới đây là một phân tích về các yếu tố quan trọng của trò chơi này. 1. Lối chơi và cơ chế chiến thuật. Art of War 3 tập trung vào chiến lược và tư duy chiến thuật. Người chơi phải xây dựng cơ sở, thu thập tài nguyên, tạo ra và quản lý quân đội, và lập kế hoạch cho các cuộc tấn công và phòng thủ. Chiến thuật cần phải được tính toán cẩn thận với việc lựa chọn đúng đắn về đơn vị quân sự và vị trí chiến lược. Người chơi cần phải biết cân nhắc giữa tấn công nhanh chóng và chờ đợi cơ hội phản công để chiến thắng. 2. Đa dạng về đơn vị và kỹ năng. Trò chơi cung cấp một loạt các loại đơn vị quân sự, từ binh lính thông thường đến xe tăng và máy bay chiến đấu. Mỗi loại đơn vị có những ưu và nhược điểm riêng, đòi hỏi người chơi phải biết sử dụng chúng một cách hiệu quả. Ngoài ra, có cả các kỹ năng đặc biệt mà người chơi có thể kích hoạt để thay đổi dòng chảy của trận đấu, từ tăng tốc tăng sản lượng tới sử dụng các tên lửa hủy diệt. 3. Chế độ chơi và sự kiện đa dạng. Art of War 3 cung cấp nhiều chế độ chơi khác nhau, từ chiến dịch câu chuyện đến trận đấu PvP, player vs player và các sự kiện đặc biệt. Những sự kiện thường xuyên mang lại cơ hội cho người chơi cạnh tranh và giành phần thưởng giá trị, tạo ra sự hứng thú và động lực cho việc tiến triển trong trò chơi. 4. Đồ họa và âm nhạc. Đồ họa của Art of War 3 được thiết kế với độ chi tiết cao và màu sắc sống động, tạo ra một không gian chiến tranh hấp dẫn và chân thực. Âm nhạc và hiệu ứng âm thanh cũng được chăm chút, giúp tạo ra một bầu không khí căng thẳng và kịch tính trong suốt trận đấu. 5. Cộng đồng và tương tác xã hội. Art of War 3 tạo điều kiện cho người chơi kết nối với nhau thông qua hệ thống giao tiếp trong trò chơi và các cộng đồng trực tuyến khác nhau. Việc tham gia vào liên minh và chiến đấu cùng những người chơi khác mang lại một trải nghiệm xã hội đa chiều và thú vị. Tóm lại, Art of War 3 Global Conflict không chỉ là một trò chơi chiến lược thông thường, mà còn là một trải nghiệm chiến đấu độc đáo và đầy thách thức, với sự kết hợp hoàn hảo giữa gameplay sâu sắc, đồ họa tuyệt vời và một cộng đồng game thủ sôi động.
Art War 3 Global Conflict không chỉ đơn giản là một trò chơi, mà là một trải nghiệm chiến thuật thời gian thực độc đáo, dành riêng cho những người chơi không ngần ngại đối mặt với những thách thức trên chiến trường thực sự. Với khả năng kiểm soát trực tiếp, người chơi sẽ được đưa vào cuộc chiến PvP thời gian thực, nơi mọi quyết định đều phụ thuộc vào tư duy chiến lược và sự quyết đoán. Trong Art of War 3 Global Conflict, bạn sẽ tham gia vào những trận đánh đầy kịch tính và căng thẳng, xây dựng căn cứ, đào tạo binh lính và sản xuất các phương tiện quân sự để chiến đấu chống lại kẻ thù. Tất cả những hành động này diễn ra trong bối cảnh của một cuộc xung đột toàn cầu giữa hai phe đối địch, liên minh và kháng chiến. Điểm đặc biệt của Art of War 3 Global Conflict là khả năng kiểm soát trực tiếp mỗi đơn vị trong trận chiến. Điều này mang lại cho người chơi một cảm giác thực tế và quyền lực không giới hạn khi tham gia vào những cuộc đối đầu khốc liệt. Với đồ họa 3D tuyệt đẹp, mỗi trận đánh trở nên sống động và chân thực hơn bao giờ hết. Ngoài ra, Art of War 3 Global Conflict còn có sự đa dạng về đơn vị và khả năng chiến thuật, cho phép người chơi tự do tạo ra các chiến lược riêng của mình. Bạn có thể nâng cấp đơn vị và công trình để tạo ra một quân đội mạnh mẽ và không thể chối từ. Với chiến dịch lớn cho mỗi phe và cuộc chiến thế giới liên tục giữa các phe, Art of War 3 Global Conflict hứa hẹn sẽ mang đến cho người chơi những giờ phút giải trí không ngừng và những trận đấu đầy kịch tính. Hãy tham gia ngay và chứng minh rằng bạn có thể là một chỉ huy xuất sắc trên chiến trường toàn cầu. Tình yêu cho sáng tạo trong việc sản xuất nội dung có thể là một yếu tố quan trọng trong việc hướng người chơi đăng ký và chia sẻ bài viết. Dưới đây là một số cách bạn có thể áp dụng. 1. Tạo ra nội dung hấp dẫn và giá trị. Đảm bảo rằng nội dung bạn tạo ra là độc đáo, hấp dẫn và mang lại giá trị cho người đọc. Bạn có thể chia sẻ các mẹo chơi, chiến lược, hướng dẫn hoặc các câu chuyện thú vị từ trò chơi. Điều này sẽ thu hút sự quan tâm của người chơi và khuyến khích họ đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung mới nào. 2. Tương tác với cộng đồng. Tạo ra một cộng đồng mạnh mẽ xung quanh nội dung của bạn bằng cách tương tác tích cực với người chơi. Đáp lại bình luận, hỏi ý kiến và thảo luận với họ về những gì họ muốn thấy trong nội dung tiếp theo. Việc này sẽ giúp tạo ra một môi trường thân thiện và cộng tác, khuyến khích người chơi đăng ký và chia sẻ bài viết của bạn. 3. Sử dụng hình ảnh và video. Hãy tận dụng hình ảnh và video để làm cho nội dung của bạn trở nên hấp dẫn hơn và dễ tiếp cận hơn cho người chơi. Các hình ảnh, minh họa và video giới thiệu về nội dung sẽ thu hút sự chú ý của người xem và khuyến khích họ đăng ký để xem thêm. 4. Tạo ra các chương trình khuyến mãi và quà tặng. Cung cấp các ưu đãi đặc biệt và quà tặng cho người đăng ký mới có thể là một cách tốt để khuyến khích họ tham gia cộng đồng của bạn. Điều này có thể là các item trong trò chơi, mã giảm giá
hoặc thậm chí là quyền truy cập vào nội dung độc quyền. 5. Xây dựng mối quan hệ. Hãy xây dựng một mối quan hệ đáng tin cậy và chân thành với người đọc thông qua nội dung của bạn. Họ sẽ cảm thấy yên tâm và tin tưởng hơn khi đăng ký và chia sẻ bài viết của bạn nếu họ cảm thấy được tôn trọng và được lắng nghe. Kết hợp những chiến lược này sẽ giúp bạn thu hút và khuyến khích người chơi đăng ký và chia sẻ nội dung của bạn một cách tích cực. Trên chiến trường, ánh nắng mặt trời lan tỏa trên một miền đất cháy đỏ từ những cuộc xung đột dữ dội. Mọi thứ dường như bị mất đi ý nghĩa khi chiến tranh càn quét mọi ngóc ngách của cuộc sống. Trong cơn hỗn loạn, người lính Peter Morrison trải qua những thử thách và khó khăn không ngờ. Peter Morrison, một người lính trẻ tuổi, đã bước vào ngành quân đội với niềm đam mê và lòng yêu nước sâu sắc. Anh đã được huấn luyện mạnh mẽ và trở thành một phần của biệt đội Delta, một đơn vị đặc biệt chịu trách nhiệm tiêu diệt các mối đe dọa từ phe đối lập. Những ngày tháng trên chiến trường biến đổi Peter từ một chàng trai trẻ đầy hoài bão thành một người lính đầy kinh nghiệm và mạnh mẽ. Anh đã trải qua những cuộc tấn công đẫm máu và những cuộc chiến đấu gian khổ, nhưng sự quyết tâm và lòng dũng cảm của anh không bao giờ phai nhạt. Trong một trận đánh quyết liệt, Peter và biệt đội của anh bị mắc kẹt giữa lửa địch. Với sự dũng cảm và tinh thần chiến đấu, Peter dẫn đầu một cuộc phản công táo bạo, giúp đồng đội tiêu diệt kẻ thù và tiến lên phía trước. Mặc cho vết thương và mệt mỏi, anh không bao giờ từ bỏ. Trong những giây phút nghỉ ngơi giữa các trận đấu, Peter dành thời gian để viết nhật ký của mình. Những dòng chữ trên giấy thấm đẫm cảm xúc và suy tư sâu xa về những người bạn đã hy sinh, những cảm xúc của sự mất mát và hy vọng cho tương lai. Một ngày, trong một cuộc tấn công nguy hiểm, Peter bị thương nặng. Anh đã chiến đấu dũng cảm, nhưng cuối cùng, cơ thể yếu đuối không thể chịu đựng được nữa. Trong giây cuối cùng của cuộc đời, anh cảm nhận được sự ấm áp của ánh mặt trời chiếu xuống và những ký ức về những người bạn và những trận chiến đã qua. Người lính Peter Morrison ra đi với sự kiêng nể và tôn kính của đồng đội và những người lính khác. Sự hy sinh và tinh thần chiến đấu của anh mãi mãi được ghi nhận trong trái tim của những người còn sống sót, và câu chuyện về anh sẽ sống mãi trong hồn của họ. Peter Morrison, một người lính, một anh hùng và một biểu tượng của sự hy sinh vì tự do và hòa bình. Trên một con đường dẫn vào thành phố nhỏ, Kiên bước đi với bước chân nặng nề và tâm trạng chán chường. Anh đã trải qua một thất bại lớn trong cuộc thi thiết kế của mình và tinh thần của anh bị suy giảm sâu sắc. Cảm giác thất bại và bế tắc đã làm cho ý chí của anh trở nên mờ nhạt và anh cảm thấy mất hết niềm tin vào bản thân và khả năng của mình. Kiên đến một công viên nhỏ gần đó, nơi anh thường đến để tìm sự yên bình và suy ngẫm. Dưới bóng cây xanh mát, anh ngồi lại và nhìn ra phía hồ nước trong, nơi những tia nắng mặt trời lóe lên từ phía bên kia. Trong giây phút yên bình đó, Kiên bắt đầu nhớ lại những lời khuyên của người thầy cũ, ông Tấn, người đã luôn tin tưởng và khích lệ anh trong suốt quãng đường sự nghiệp của mình. Ông đã dạy anh rằng thất bại không phải là điều kết thúc, mà là một cơ hội để học hỏi và phát triển. Kiên nhớ lại rằng, ông Tấn đã từng nói, đừng bao giờ từ bỏ niềm tin vào bản thân và sức mạnh của đam mê. Mỗi thất bại là một bài học, và mỗi lần rơi xuống chỉ là cơ hội để đứng dậy mạnh mẽ hơn. Từ đó, một cảm hứng mới bắt đầu nảy sinh trong tâm trí của Kiên. Anh nhận ra rằng thất bại không phải là kết thúc của mọi thứ, mà là một phần của hành trình để trở nên mạnh mẽ hơn. Anh quyết định không để cho nỗi buồn và nản lòng làm cho anh chìm đắm, mà thay vào đó, anh quyết định sẽ sử dụng thất bại đó như một cơ hội để phát triển và tiến xa hơn. Trong tuần tiếp theo, Kiên bắt đầu tập trung vào việc nghiên cứu và thực hiện các dự án mới. Anh bắt đầu tìm kiếm sự sáng tạo từ những nguồn cảm hứng mới, và dần dần, anh cảm thấy tinh thần của mình trở nên tỉnh táo và hứng khởi hơn. Cuối cùng, một ngày nọ, Kiên đã hoàn thành một dự án thiết kế mới, một tác phẩm mà anh tự hào về nó. Dù không nhận được giải thưởng, nhưng sự tự hào và niềm vui trong việc hoàn thành một công việc tốt đã là đủ để làm cho anh cảm thấy hạnh phúc và động viên. Từ lúc đó, Kiên nhận ra rằng thất bại không phải là sự kết thúc, mà là một phần của hành trình để trở nên mạnh mẽ hơn. Và anh quyết định sẽ không bao giờ từ bỏ niềm tin vào bản thân mình.